Chất ma túy mới du nhập, ma túy có thể sản xuất quy mô công nghiệp tại Việt Nam là nguyên nhân khiến mỗi năm Sài Gòn có thêm cả ngàn người nghiện. Theo báo VnExpress, hiện Sài Gòn có hồ sơ quản lý hơn 22.000 người nghiện, tăng hơn 1.000 người so với năm 2016. Trong đó, 50% người nghiện được quản lý trong các cơ sở cai nghiện, một nửa còn lại không có nơi ở ổn định. Năm 2017, chính quyền Sài Gòn phát hiện hơn 1.400 vụ mua bán, tàn trữ, sản xuất ma túy, bắt hơn 3.100 người, thu giữ gần 8.600 kg heroin, hơn 330 kg ma túy tổng hợp, 21 kg cần sa, 60 kg cỏ Mỹ. Gần 60% người nghiện có tiền án tiền sự. Do không quản lý được những người này nên có nhiều nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự. Theo ông Trần Ngọc Du, Chi cục trưởng phòng chống tệ nạn xã hội, gần đây ngoài sự gia tăng rất nhanh của các chất ma túy mới, các chất hướng thần có tác dụng tương tự ma túy như cần sa tổng hợp, tem giấy, cỏ Mỹ, cỏ tobacco du nhập vào Việt Nam nhưng pháp luật chưa có quy định điều chỉnh. Ngoài ra, còn xuất hiện việc sản xuất ma túy từ mô hình nhỏ đến quy mô công nghiệp, số lượng lớn ngay tại Sài Gòn. Bên cạnh đó là các băng nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia, Lào, Trung Quốc tuồn vào Việt Nam càng ngày càng tăng và chuyên nghiệp.